Ngày tháng trôi qua thật dài, anh vẫn mong em trở lại, và dường như trong tâm trí anh em vẫn luôn tồn tại đến khi anh nhắm mắt lại. Wow, xin chào tất cả mọi người. Lại là mình đây. Và là chúng ta lại được gặp nhau rồi, và mình xin chúc cho tất cả các bạn cũng như là gia đình của các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe bên nhau. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm clip về tiếng Vi theo như yêu cầu của rất là nhiều bạn khán giả. Các bạn yêu cầu mình làm clip về vì tiếng nào thì mình sẽ phục vụ ý kiến của các bạn thôi. Thế nên mọi người đừng ngần ngại gì mà không để lại comment nhá. Thử xem sức mạnh của vì tiếng Vi leo danh mùa 1 phong cách đi rừng nó có được bá đạo, có được hiệu quả hay không. Trước tiên thì mình sẽ cần phải tập trung farm và kiểm soát tầm nhìn bằng cách ăn cái con cua kỳ cục cái đá. Chờ đợi cho team bạn chỉ cần sơ hở một tí thôi, có cả gỗ không à? Tờ. Bây giờ nha, mình sẽ ganh luôn đứng giữa này. Khi mà ở mid team bạn không để ý map thì chạy được đi đâu con sâu, đầu tư luôn cả tốc biến đấm cho chiến công đầu rồi. Còn để mà giết được gỗ không thì hơi khó các bạn ạ. Gỗ không, trời ơi, phí quá. Nó cũng thịt được mid team mình và nó chạy được mất dép luôn. Thôi thì mình cũng được một mạng rồi. Để xem gỗ không có vào rừng ăn hay không nha. Hello anh gỗ không. Không thấy gỗ không đâu, thôi tập trung farm đây. Chỉ còn một xíu nữa thôi là mình sẽ có chiêu cuối. Chắc là ăn xong cái con cua kỳ cục này. Ok, có chiêu cuối rồi. Và chờ đợi đây, mid team bạn đây. Kết hợp với mid team mình ra vã luôn. Trước hết là kích hoạt chiêu cuối thẳng vào, nhấc lên trời đập xuống đất. Này thì rồng, rồng này rồng chết rồi. Một bạn hỗ trợ nhá. Mình sẽ giới thiệu qua về những thành viên trong trận đấu ngày hôm nay của team mình và team địch. Trước hết thì team mình có Akali, thợ săn. Hiện tại mình đang chơi Vi với bộ trang phục ác quỷ. Tiếp theo là có Ven, có Ari và có Lulu. Ngoài ra team bạn có Aurelioson. Đây là cái con rồng mình phát âm hơi sai này, mong mọi người thông cảm. Ngoài ra team bạn có The Hin, có Blitz này, có Mafai và có Ngộ Không. Tính ra thì đội hình team bạn nó cũng rất là khó chịu. Vậy đây là mình sẽ cần phải đánh cẩn thận nha. Wow, chuẩn bị đánh nhau to rồi. Cẩn thận nào các bạn ơi. Ô, Ngộ Không, bắt lẻ đâu Ngộ Không. Vã luôn, đấm luôn, mảnh ngang hạp ý. Thôi em đùa đấy anh ơi, thôi em đùa. Mình không dám đánh nhau với Ngộ Không bởi vì là có đồng đội của Ngộ Không đằng sau. Chứ nếu mà 1v1 thì mình không hề ngán một chút nào đâu. Khi mà đồng đội của mình cũng lên bản điểm số rồi, hơi bị đáng tiếc. Đang có giờ him với Blitz à? Từ từ để xem. Nếu mà AD team bạn mà không có support đi theo ấy, Blitz đang biến về. Vã luôn tinh nhìn này, dám ăn cái quả hồi phục máu ở đây. À, chạy đâu? À thôi, lại gặp cây Blitz. Tưởng nó về rồi. Phí quá. Quá phí. Đối với bộ kỹ năng của vị tướng Vi thì chắc hẳn nhiều bạn cũng biết và nhiều bạn chưa biết. Mình sẽ giới thiệu đối với những cái bạn nào mà chưa biết nha. Giới thiệu một cách dễ hiểu nhất. Nội tại của vị tướng Vi đó là mỗi đòn tấn công thứ 3 lên cùng một kẻ địch ấy thì nó sẽ gây thêm máu tối đa của chúng thành sát thương vật lý cộng thêm nha mọi người nha. Đặc biệt nó sẽ giảm giáp của nạn nhân và tăng cho vị tướng Vi tốc độ đánh trong 4 giây. Đấy là về nội tại. Nội tại cũng rất là lợi dành cho Vi. Vừa giúp cho Vi tăng độ đánh, vừa có thể là giảm giáp đối phương. Đối với những cái vị tướng châu bò thì gặp Vi có vẻ như là hơi bị đen đủi. Nếu mà chúng ta cầm Vi, chúng ta không ngán các vị tướng đỡ đòn đâu. Không ngán các vị tướng châu bò đâu. Bởi vì cái nội tại của Vi giải quyết tất cả mọi vấn đề đấy rồi. Ngoài ra chiêu 1 của Vi thì như mọi người nhìn thấy là mình kích hoạt chiêu 1 sẽ lao tới mục tiêu. Lao theo cái định hướng của các bạn. Các bạn muốn, đây là kỹ năng định hướng mà. Có thể vượt được cả tường. Giữ càng lâu thì nó phóng càng xa nhá. Đường trên đánh nhau to quá. Nhưng bây giờ mình chưa thể có mặt ở đường trên được. Nào cướp cho mình xin bùa xanh bạn ơi. Cho mình xin cái con bùa xanh. Ok. Team bạn ăn rồng rồi. Nhưng quả thật bây giờ để mà tiếp cận được, để cướp được cái con rồng là khó lắm. Cứ đánh chậm một chút. Thấp tôi mít ơi. Thấp tôi. Mình không biết là team bạn có ở đây hay không. À có Ngộ Không. Ngộ Không hết mana thì đấm nó liền, nhấc nó lên trời, đập nó xuống đất. Này thì Ngộ Không chết 420 vàng.
Thừa thắng xông lên anh em ơi, mình tới hỗ trợ các bạn đây. Hay quá, bây giờ thì AD team bạn nhá. AD team bạn còn cái giáp thiên thần. Còn giáp thiên thần thì thôi, mình sẽ để cho đồng đội ăn cái mạng này, chứ mình không có ăn đâu các bạn ạ. Để cho đồng đội tự ăn đi. Chứ quả thật nếu mà mình ăn nữa thì mình xanh quá. Khi mà bản thân mình xanh quá, mình không nhường cho đồng đội thì lát nữa rất là khó để có thể là kết hợp được với nhau. Có cơ hội thì nhường thôi. Khi mà bây giờ mình cũng ăn được hai mạng rồi. Đối với chiêu 2 cửa vị tướng Vi thì như các bạn nhìn thấy, chiêu 2 có thể kích hoạt nhá. Chiêu 2 nó có điểm cộng dồn đấy mọi người. Các bạn nhìn thấy những đòn đánh tường của mình vào mục tiêu là nó sẽ cộng dồn. Tối đa là chúng ta sẽ cộng dồn được 5. Ngoài ra mọi người sử dụng kỹ năng nó cũng cộng dồn nhá. Ví dụ sử dụng chiêu 1, sử dụng chiêu 3, đấm thì nó cũng cộng dồn, đấm tường cũng cộng dồn. Thì tối đa sẽ là 5 điểm cộng dồn. Khi mà các bạn kích hoạt thì nó sẽ tạo ra một cái lớp lá chắn giúp các bạn có thể hấp thụ sát thương trong 3 giây. Đấm luôn đầu tư cả tốc biến nữa. Ui dồi ôi, mù mắt quá. Anh em ơi, hỗ trợ mình thằng ngộ không này. Ui đồ vã mình, tôi em xin chưa. Từ nay không thế nữa. Ôi đồng đội của mình bỏ rơi mình. Dẫn tới một điều mình chết rồi. Đối với chiêu thứ hai của Vi, không chỉ giúp cho vị tướng Vi có được một cái lớp lá chắn hấp thụ sát thương. Ngoài ra nếu các bạn có được 5 điểm các bạn kích hoạt chiêu 2 thì lập tức Vi sẽ được tăng tốc độ di chuyển, giúp cho vị tướng này cơ động hơn. Tiếp đến là chiêu thứ 3 của vị tướng này. Các bạn nhìn thấy là tích được 2 điểm tối đa đúng không? Chúng ta sẽ đấm được 2 phát và sau đó nó lại tích điểm tiếp, tích được 2 điểm là tối đa rồi. Đấy, các bạn kích hoạt một cái các bạn sẽ gây thêm sát thương vật lý lên mục tiêu. Kể cả những cái nạn nhân đứng sau cũng sẽ bị chịu sát thương. Đây là giới thiệu một cách dễ hiểu nhất nha. Thế là đấm kiểu lan ấy, những cái mục tiêu đứng đằng sau thì cũng bị hit kiểu như là châu bò đánh nhau rồi mỗi chết. Đứng bên cạnh thôi mà cũng bị chịu sát thương. Nào đừng có cướp sứ giả khét đất của mình có cái trừng phạt đây. Cướp làm sao được, đánh luôn, cái tầm này đánh luôn. Sợ cái gì, nào có chiêu cuối đây, nhấc ngộ không lên trời, đập nó xuống đất, ngang hà bưởi. Còn ma phai, ê bị ăn choáng rồi. Úi rồi, ma phai máu thế, không sao nhá. Mình quay trở lại thịt rồng luôn, luyện chưa một để có thể đấm nhấc xác nó lên. Thả luôn sứ giả khét đất ở đây để cho nó ép trụ đường giữa. Nói chung là sau một pha giao tranh là team mình cũng đã có được một chút lợi thế rồi. Tiêu diệt một phát được 3 mạng và kèm theo cái con sứ giả khét nứt. Như mọi người nhìn thấy là từ đầu trận đấu đến giờ mình chả biết là mình nhấc bao nhiêu đứa lên trời rồi. Khi mà nhấc lên trời đấy là khi là chúng ta kích hoạt chiêu cuối nhá. Kích hoạt chiêu cuối một cái thì vị tướng Vi sẽ chọn một tướng địch, sau đó là đuổi theo. Nó sẽ có một cái sợi dây, không phải sợi dây đâu mà nói chung là sẽ có một cái tia laser để chọn mục tiêu. Rồi hất vang mục tiêu lên trời, đập nó xuống đất, gây sát thương nha. Nói chung với chiêu cuối cửa vị tướng Vi thì mình cảm thấy các bạn có thể sử dụng để bắt chủ lực team bạn một cách cực kỳ dễ dàng. Rất là khó để chủ lực team bạn chạy được, bởi vì là nếu các bạn kéo cái chiêu cuối vào AD hoặc là phát sư team bạn. Ui rồi, quả cầu đến rất to với trường, trời đất ơi. Anh em không phải sợ nha. Không phải sợ, có mình đây, kể cả mình có chiêu cuối nhấc luôn cái thanh niên này lên bảng điểm số thôi. Cái dòng kia rồi dòng chết. Thừa thắng xông lên, giờ hit này có blitz trong trụ, nhìn thấy AD team bạn chết trong bất lực này thì giờ hit bốc hơi 350 vàng, huy diệt hoàn toàn. Quay đi quay lại là team bạn là mới ăn được có 9 mạng mà thôi. Nào các bạn hỗ trợ mình ăn dòng cái, mình bật máy quét lên cái. Khi mà chúng ta bật máy quét lên là chúng ta sẽ thử đấy, bên ngay có cái con mắt thế này để phá mắt và ăn được rồng một cách an toàn. Ok. Trang bị cho vị tướng Vi thì mình sẽ để lại trong clip này nhá. Các bạn có thể quan sát. Vi thì mình sẽ lên rất là nhiều trang bị. Trước hết là gây sát thương. Trang bị đầu tiên sẽ là kiếm ma. Tiếp đến là tam hợp kiếm. Sau đó là giáp thiên thần. Từ từ nhá. Bây giờ mình ra mình vã luôn AD team bạn. Nếu mà AD team bạn còn lên cao như thế này, chúng ta kích hoạt chiêu cuối luôn, nhấc lên trời. Ui giời ơi, một đi không trở lại rồi, chứ đứng im thôi. Còn cố gắng cựa quậy làm cái gì nữa. Càn quét. Một trang bị tiếp theo giúp cho vị tướng Vi cứng cáp hơn, đó là trang bị móng vuốt nha. Ngoài ra thì mình sẽ lên vũ điệu tử thần. Và trang bị cuối cùng sẽ là trang bị phù phép. Các bạn nâng cấp từ giày lên, ấn cái này sát các bạn sẽ được nhận lớp giáp luôn, kèm theo kể cả đồng đội của các bạn luôn. Đấy. Khi mà mình chơi Vi, nếu mà mình xanh thì mình sẽ lên rất là nhiều trang bị gây sát thương.
Nếu mà mình phế, mình thọt thì chúng ta cứ đóng thủ thôi nha. Đấy, nào đánh nhau rồi thiếu mình là không được đâu. Đầu tiên là ma phai này, chơi một thẳng vào. Ôi thôi, xịt mất thôi. Không sao, nhấc luôn rồng lên trời, đập xuống đất. Chạy được đi đâu con sâu này? Chạy đâu? Đồng hồ cát à? Mình sẽ nhường cái mạng này cho đồng đội nha. Chứ mình ăn nhiều quá rồi, mình ăn đến 6 mạng rồi. Để cho đồng đội xanh một chút đã. Lên nốt cái giáp thiên thần rồi. Ây da, tí ái, em có tóc biến ma. Trời ơi, tôi sợ ghê. Ô đuổi à? Đuổi đi. Đôi anh bắt được em. Đôi anh bắt được em. Cắm luôn cái trừng trị vào. Ôi giời ơi. Cắm vào một cái. Vừa sau để mình rút cho mình hồi phục máu à. Lần này thì chắc ma phai không đuổi đâu. Làm sao team mình tổ chức ăn cái con ba ron một cái nữa thôi. Là dễ dàng ép trụ. Cái bộ trang phục này đẹp phết. Nếu mà mình sử dụng chiêu một mình lao tới ấy, thì Vi nó sẽ xuất hiện một đôi cánh quỷ. Ngoài ra này các bạn để ý, hình như là Vi có một cái đuôi quỷ thì phải. Ngoài ra có cả cặp sừng trên đầu luôn. Nào hỗ trợ mình ăn cái con Baron. Không có mắt team địch ở Baron nha. Vậy nên là team bạn sẽ không biết được team mình đang ăn Baron đâu. Thôi toang rồi. Giờ Hin biết team mình đang ăn Baron biết ngay. Nó dựng sân khấu tử thần lên này. Che đi ngam ơi, che đi. Che che. Tôi xong Akali chết. Nhưng mà mình lấy được con Baron. Yên tâm, lát nữa mình sẽ trả thù cho bạn. Còn bây giờ thì từ từ nha. Có vẻ là nguy hiểm. Bắt lẻ luôn. Bắt lẻ luôn ma phai. Đúng rồi, vã luôn ma phai. Ngang hà bường thích đi lẻ. Chú ấy làm phải bắt được giới Hin cơ. Nhưng mà đây là con rồng này. Rồng đi linh tinh. Rồng đi linh tinh. Rồng ơi, chủ lực team bạn mà đi linh tinh thế này. Chạy hộ. Hủy diệt. Đấm đau ra các man các bạn ạ. Kể cả giới Hin này. Giờ Hin có giáp thiên thần thì chắc nữa thì cũng mất giáp thiên thần thôi. Ok. Chờ đợi giáp hồi, thiên thần hồi sinh à. Hồi sinh hộ mình cái. 8 mạng rồi. Team bạn mất 4 người rồi nha. Cơ hội để team mình có thể lấy được những cái trụ của team địch. Ơ kẻ địch đầu hàng mất rồi. Chưa kịp đánh nóng người. Đây là sức mạnh của Vi đi rừng M1 leo danh cực kỳ hiệu quả. Các bạn có thể mang vào leo danh. Chúc các bạn may mắn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người.